bao nhiêu mầm mắt này, lá đẹp như thế này. Các bác tưởng tượng đây là lá cành tơ nhá, thì nó gọn nhỏ lại, cái lúc mà có răm cái lá nó tròn như cái trái tim này, đẹp lắm các bác này, như này này. Thì đấy, chẳng lấy được bao nhiêu, để lại được có 1-2 cái thì vẫn còn nhỏ, lại tiếp tục nuôi và nắn cho nó dẻo xíu thôi, nắn cho nó dẻo xíu thôi. Các bác thì nhìn có tưởng tượng được cái hình hài kiểu của nó sau này không? Cũng có vẻ là dễ hình dung rồi đúng không? Đó. Chào buổi chiều quý cô bác cô chú anh chị. Hôm nay chia sẻ các bác cô chú anh chị một cây, tiếp tục là một cây xanh quê nhé. Xanh quê và lá rất là đẹp. Cái cốt thì cực kỳ già. Cái cốt thì nó có cái hơi hướng của một cái cây cổ. Còn bông tán thì tôi đang xây dựng theo cái lối mới của một cây bonsai bưng bê, một người bê tương đối nặng. Cây này hoàn thiện nó khoảng độ, chắc khoảng độ 40 phân. Lá này rất đẹp các bạn, chất lá này dày và hình thái lá và răm rất thoáng này. Cái này làm răm rất là đẹp này các bác này, nhìn lá dày xanh đen, cơ địa tốt đấy các bác xem, chất lá rất đẹp nhá. Lao sao này đấy. Trước đây nó là một cái cây hoàn thiện và tương đối là cũng là đẹp mắt rồi, nhưng mà khi mà mình vặt lá ra mình có những cái điểm mình không ưng, mình muốn điều chỉnh lại các bạn đó. Thì hôm nay có lẽ là tôi sẽ lọc mầm định hướng cho nó để tiếp tục mình nuôi và tạo tác dần dần. Thì để các bác xem là nó là một cây chất liệu rất là đẹp nha, xem là mình có sửa có làm được nó đẹp hơn so với ban đầu không nhá các bác nhá. Đó, hai mặt là tương đối là ok đấy cả nhà. Là rất dày bịch luôn. Cái chất lá như nhìn cốt thì các bác có thể chưa nhìn thấy rõ, nhưng mà cái chất lá thì phải nói là ối rồi ôi luôn, đẹp. Thực sự là rất đẹp. Xanh dày. Ok, dựng máy để chiến các bác nhé. Nhìn thế này thì các bác có phần nào nhìn thấy cái cốt đúng không? Một cái cốt của cái từ phần này trở xuống này. Nó nhìn nó có cái nét của cây cổ đúng không? Đó, thì tôi đang cố gắng làm cái tay bông cho nó thật dẻo. Cây này làm răm lên thì bông nó rất là mịn đẹp, chất lá đẹp thì ta sẽ rất nhiều lợi thế để tạo tác đi. Đối với anh em mà thông thường thì có lẽ là như thế này để là cũng là vun vén bóng là đẹp lắm rồi, rất là nhiều dữ liệu, rất là nhiều mắt mầm. Mình thích chinh phục cái lối mà mình đang theo đuổi nên là nó sẽ khó khăn hơn, lâu dài hơn. Rất là nhiều mầm. Đẹp tuyệt vời.
Đấy. Lọc chủ yếu là lọc các bạn. Thế còn những cái điểm chính thì mình vẫn cần đang nuôi. Vì tường trước là nó một cây hoàn thiện cắt đi. Bây giờ là phải nuôi lại các bạn. Đây này mà tiểu sử là mua 46 củ đấy, không có chậu đâu. Đang cố gắng để định hướng cho nó thật chuẩn và sau đó mình cứ thế mình nuôi thôi. Nó cũng là một cái thử thách để mình nữa, tạo ra một cây đẹp mà cũng một chút gì nó khó khó một tí để chinh phục các bạn. Dù sao thì để sửa được một cái cây nó còn rất là nhiều yếu tố. Bao nhiêu mầm mắt này, lá đẹp như thế này, các bác tưởng tượng đây là lá cành tơ nhá, khi mà nó gọn nhỏ lại cái lúc mà có răm cái lá nó tròn như cái trái tim này, đẹp lắm các bác này, như này này, thì đấy chẳng lấy được bao nhiêu, để lại được có 1-2 cái thì vẫn còn nhỏ, lại tiếp tục nuôi và nắn cho nó dẻo xíu thôi, nắn cho nó dẻo xíu thôi. Các bác thì nhìn có tưởng tượng được cái hình hài kiểu của nó sau này không, cũng có vẻ là dễ hình dung rồi đúng không? Đó, nôm na nó giống một cái cây trực làng. Giống một cái trực làng. Đấy, thì đang cố gắng tôi làm cho nó cái bông nó bay ở đây này và cái ngọn nó dẻo lên, cái tay nó âm xuống, bởi cái tay này thì trước nó người ta làm cứ vểnh lên thì tôi cắt đi cắt lại, và cơ bản là người ta xây dựng từ cái lúc phôi cho đến cái lúc hoàn thiện nó bị sai cái đường hướng rồi, cho nên là mình gần như là mình không tận dụng được mà mình phải cắt đi. Thì cũng khuyên anh em nếu mà bây giờ mặc dù cái cốt đẹp đến mấy thì đẹp, nhưng mà khi mà người ta đã định hướng mà làm và phải cắt bỏ đi, thực sự thì cũng phải nên cân nhắc mình có chinh phục được hay không. Còn đối với cây này thì hiện tại mà bán bằng cái giá mà mua thì chắc là khó rồi. Nhưng mà để luyện sau này thì có thể chắc là sẽ hơn được, thậm chí hơn được nhiều. Thì cái này thì thời gian nó sẽ trả lời thôi các bác. Chịu khó nuôi thôi, được cái chất liệu nó cũng đẹp. Chất liệu là ra lá đẹp và một cái cốt rẻ. Thì mình cũng tương đối là hài lòng với cái quyết định của mình các bạn. Đã. Dám làm, dám trải nghiệm và không hối hận là tôi bởi vì những cái lựa chọn của mình. Mặc dù cái cây này vào lúc tôi bán là tôi có thể bán luôn được mà lãi rất là nhiều đấy, nhưng mà lúc đấy vẫn quyết tâm là làm. Đó, các bạn xem nhé. Chân đây, cắt bỏ hết gần như là cái đường cốt cũ là chỉ lấy được mỗi cái khung, cái hai cái chốt ngọn cũng phải làm lại và cái tay phông cũng làm lại. Các bạn xem cốt thì rất là phê nha, cái tay cành của nó thì mình không thể chấp nhận được, phải làm lại đây. Mình cố gắng lượn cho nó dẻo tí. Đó, các bạn xem nu nhá, rất là nu, mặt sau nó cũng ok mà. Đấy. Rồi, xin cảm ơn quý bác cô chú chị theo dõi nhá, hẹn gặp lại các bác ở cái kết quả hoàn thiện dần dần của cây này nhá.